Hôm nay mình cho hai con chó con ra phơi nắng mọi người. Đấy, phơi nắng mà con chó cha nó sợ hai chó cho con thì người ta bắt hay gì á. Nó ra đây nó đứng nó canh. Đấy, còn kia là con chó Sam nó đứng ở ngoài kia nó ngó vô. Con chó cha nó không cho con chó kia lại gần nha. Nó đứng nó canh nó sợ con nó bị bắt mất hay gì không. Đấy. Hôm nay là ở đây ánh nắng nè, ánh nắng buổi sáng cho nên mình phơi đó, để cho nó ra. Có thêm sức khỏe mọi người. Đó, buổi sáng mình cũng hay phơi nắng với con chó. Đây là đứng chó trà đứng này nó sẽ đi vòng vòng đây. Đấy còn nào mà nhảy ra khỏi rổ là nó đẩy vô liền á. Đây con chó trắng nó to chưa. Đấy. Chó trắng nó to hơn con chó đen rất là nhiều. Sao không sợ vậy? Chó đen là con của con chó lập xưởng trà này đang đứng đó. Còn có chó trắng là bày thứ trước nha. Bày trước nha, mình để hai con chơi. Nó bảo vệ con nó rồi, bảo vệ sẵn nó bảo vệ cho con chó trắng này luôn. Chó lập xưởng này chứ nó rất hay mọi người. Nó vừa bảo vệ con nó và nó vừa bắt chuột bắt này bắt kia. Cái dòng lập xưởng này nó bắt chuột rất hay á. Trong nhà mình biết là không có con chuột nào giống bén mảng tới hết. Đấy, có con chuột nào tới là nó sẽ đuổi và nó giật chết luôn nha. Nó giật đai luôn á. Con lập xưởng nó rất là hay đó. Hôm nay mình con nó phơi mình nó cứ sợ nó đứng nơi canh này. Con chó đen chó con của nó này rất là nhí nhảnh luôn rồi, rất là dễ thương luôn. Cái mỏ thì nó lai với con chó cha lập xưởng lai với con chó mẹ chó Pháp á, chó Julie mấy bữa nay quay á, nhìn nó sinh ra đứa con rất là dễ thương. Bên kia phơi nắng hai con chó con, thì bên này hai con chó lớn, hai con chó lớn cũng đang phơi nắng nhưng mà nó giỡn nhau, nó giỡn nhau ấy. Sáng giống như là nó đang luyện võ công hay gì vậy. Đứa này giỡn đứa kia giỡn đứa nọ. Vui lắm nha. Mình đang ở bên này uống cà phê đó. Đây con chó trắng này là mẹ của cái con chó vàng đang nằm ở dưới đó. Đó, mẹ của con chó vàng. Con chó vàng giúp coi đó. Còn con chó kia là con chó mẹ của bầy ba con mà mấy bữa mình cũng từng quay clip á. Rồi hôm nay sẵn mình tắm nắng tụi nó. Tụi nó vui đùa này kia mình sẽ quay để cho mọi người tham khảo nha. Đấy, mọi người xem kênh yêu mến những chú thú cưng nhà mình nhớ like ủng hộ để giúp kênh được phát triển tốt hơn mọi người. Thì cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đây mọi người thấy nó giỡn nhau tối ngày, nó giỡn nhau thì thôi đi, bây giờ mà nó không giỡn nhau thì mới mệt á. Nó giỡn nhau xong nó bắt nếu không cho nó giỡn nhau nó ra nó cắn dép phá dép, nó tha bằng chải, nó tha dép rồi nó phá mấy cái chậu bông rồi nó đào bới tùm lum hết. Bị mỗi lần đi làm gì mà thấy nó làm banh tay lông hết nhiều khi cũng bực. Nhìn bực nhưng mà nuôi bọn nó cũng thấy cưng nha. Đây hai đó bây giờ bắt đầu cái nó tiếp tục nó dở nhau tới ngày. Lít bơi nó nhỏ con mà nó con chó này như được 3 tháng 4 tháng rồi ta. Bây giờ nó to ghê lắm. Bữa nó bị ỉ ra máu mình tưởng đâu là nó bị xuất huyết trùng ruột quá, tưởng đâu là nó chết rồi chứ. Ai ngờ hôm nay nó lại sống lại, nó vẫn khỏe mạnh và mọc nha. Trong khi chó đẻ 2 tháng thì tốt nhất mình cũng nên tiêm cho nó 2 mũi vaccine. Rồi đến khi mà nó bị cái bệnh mà xuất huyết đường ruột á, bị ra máu thì mình sẽ tiêm cho nó mấy cái mũi thuốc mà ra thì thú y á, mình nói người ta bán. Vậy mà tiêm vô nó cầm nó lại qua khỏi nha. Còn mấy bữa mình không biết á, mình cứ đem đi cho nó nằm viện và cho nó nằm ở thú y xong về nó lại đai mất tiêu. Rồi đó giờ mình bị đai rất là nhiều con. Có nhiều chỗ mình đem lên người ta nói cái này chữa thì cầm chừng phải qua 7 ngày. Nếu qua 7 ngày thì nó qua khỏi thì nó hết. Mà nó qua 7 ngày nó không qua khỏi thì nó chết ấy nha. Rồi cuối cùng mình cũng mất khá nhiều con. Trong khi mất khá nhiều con thì cũng mất tiền khá nhiều. Cho nên lâu nay nuôi mình rút kết kinh nghiệm lại. Thì chó nó sinh ra chừng có 2 tháng. Mình sẽ tiêm ngừa vaccine cho nó 2 mũi. Mũi thứ nhất và mũi thứ hai, sau đó mình sẽ sổ sáng.